Những tấm huân chương này là một gia tài ý nghĩa của Thượng úy Lê Xuân Phát. Ở đó có những ký ức không thể nào quên về chuyến hải trình thần tốc đi giải phóng quần đảo Trường Sa. Ngày 11 tháng 4 năm 1975, ba con tàu không số của Hải quân Việt Nam vượt sóng hướng ra quần đảo Trường Sa. Chiến sĩ Lê Xuân Phát năm ấy mới ngoài 20 tuổi. Trên đường đi thì toàn bộ cái lực lượng tàu này là làm cái nhiệm vụ là hóa trang thành một cái đoàn tàu đánh cá. Thế còn anh em lực lượng đặc công làm nhiệm vụ kiếm đảo là hoàn toàn nằm dưới khoang hết. Thì anh em cũng có dì tai nhau là đây là cái nhiệm vụ này, có lẽ là nếu mà thắng thì là vẻ vang, nhưng nếu mà không thắng được, không ai về được là coi cứ lấy cái ngày 14 đấy là ngày giỗ cho các cái chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trên một chiến trường không có đường lui, quân ta xác định quyết tâm phải thắng. Đúng 4 giờ 30 phút rạng sáng ngày 14 tháng 4, lực lượng tàu T-673 nổ súng đánh chiếm các mục tiêu, vừa đánh vừa kêu gọi địch ra hàng. Hãy nhanh chóng bỏ súng ra hàng để đỡ thương vong của hai bên. Ngoài nhiệm vụ là một chiến sĩ chiến đấu, ông Phát còn được cấp trên giao cho một lá cờ giải phóng. Ngoài đảo thì gió nó to, thế là hai cái dây dòng dọc thì nó bị bắt vào nhau, thế nó mới kẹt. Thế là lúc ấy là tôi cũng đã phải đứng lên đi cái trụ của cờ để kéo cái cờ trận giải phóng lên. Chỉ sau 30 phút chiến đấu, lá cờ tung bay báo hiệu đảo Song Tử Tây đã được giải phóng. Thừa thắng xông lên, đội quân của những yết kiêu thời đại Hồ Chí Minh đã tiếp tục làm chủ các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn trước ngày 29 tháng 4 năm 1975. Trên mặt nước, dưới đáy nước, tuyến đảo, đất liền, thì nó tạo nên một cái tuyến phòng thủ có thể nói rằng rất quan trọng. Kẻ thù không dễ gì xâm phạm được đất nước này. Chỉ một ngày trước khi Giang Sơn thu về một mối, những người lính đặc công với sự mưu trí, táo bạo, dũng cảm đã hoàn thành chiến dịch giữa trùng khơi, giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc.